Xin chào mừng quý bà con cùng quý vị khán thính giả và các bạn đã quay trở lại với bản tin giá sầu riêng được phát trên kênh Cuộc Sống Nhà Nông của chúng tôi. Mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin mới nhất về giá sầu riêng hôm nay. Lần đầu đến với kênh, quý bà con và các bạn đừng quên cho kênh xin một like và một đăng ký. Chúc quý bà con và các bạn cùng quý vị làm việc thật nhiều niềm vui và hiệu quả và luôn ngập tràn tiếng cười trong cuộc sống. Bộ trưởng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan cảnh báo, nếu chúng ta làm đúng thì trái sầu là trái ngọt, trái thơm, còn ngược lại, trái sầu phút chốc chịu nặng thành trái đắng. Cơn bão trồng sầu riêng tại Tây Nguyên đang tăng cấp gió. Phải thẳng thắn thừa nhận, ngành hàng này đã rơi vào cái bẫy mà Bộ trưởng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã cảnh báo hồi năm 2022 là khi giá cả lên, một bộ phận người nông dân sẽ tăng sản lượng bằng mọi cách, lạm dụng các chất kích thích tăng trưởng, tự phát, mở rộng vùng trồng. Thực tế cũng cho thấy, thời gian qua, việc tăng giá quá nóng, mất kiểm soát đã gây ra hiện tượng tranh mua tranh bán loạn giá bẻ cọc sầu riêng, tạo ra nguy cơ và hệ lụy rất lớn, ảnh hưởng đến chất lượng, uy tín và thương hiệu sầu riêng Việt Nam trên thị trường xuất khẩu. Theo số liệu từ Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, diện tích trồng sầu riêng Việt Nam tăng nhanh trong vài năm trở lại đây. Nếu như năm 2020, tổng diện tích sầu riêng cả nước chỉ hơn 71.000 ha, thì đến cuối năm 2023, con số này đã hơn gấp đôi, lên mức gần 151.000 ha, cao gấp 2 lần so với quy hoạch của bộ này. Theo Cục Bảo vệ Thực vật, mặc dù Cục đã nhiều lần cảnh báo và yêu cầu thực hiện ngay biện pháp khắc phục vi phạm nghị định thư, nhưng nhiều tỉnh vẫn vi phạm, thậm chí nhiều tỉnh có diện tích trồng sầu riêng lớn vi phạm nhiều lần. Điều này làm dấy lên lo ngại việc bị Trung Quốc hạn chế đối với mặt hàng này. Nếu xảy ra khả năng trên, sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đến xuất khẩu tiêu thụ trái cây vua của Việt Nam thời gian tới. Và việc tăng nóng diện tích nhưng quản lý chất lượng chưa theo kịp đã bắt đầu có những hệ lụy đáng buồn. Bên cạnh đó là vấn đề phá hoại vườn sầu riêng. Vườn sầu riêng trồng từ 3 đến 8 năm của một hộ dân ở Đắk Lắk đã bị kẻ gian chặt phá đẻo gốc gây thiệt hại lớn và cơ quan công an đang tiến hành điều tra. Xin chân thành cảm ơn quý bà con và các bạn đã cùng lắng nghe bản tin được phát trên kênh Giá Sầu Riêng hôm nay. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã chia sẻ thông tin cũng như lan tỏa đến tất cả mọi người. Xin hẹn gặp lại quý vị, quý bà con và các bạn trong các bản tin tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.